Xin chào anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời của Asop Sun Min. Hôm nay là thứ bảy, ngày mùng 3 tháng 12 năm dương lịch 2022 rồi. Bên em đang chuẩn bị một số đơn hàng để ngày mai giao cho khách hàng. Mai là chủ nhật. Bên em sẽ có chuyến giao qua Thanh Hóa này và Yên Bái cho một khách hàng cấu hình hybrid ở Văn Chấn Yên Bái là anh Nguyễn Văn Danh. Còn ở Thanh Hóa thì các khách hàng đều nâng cấp, một khách hàng là nâng cấp thêm hai tấm Toshiba 305W ở thị trấn Rừng Thông, còn một khách hàng thì ở Triệu Sơn nâng cấp thêm hai tấm 450. Xe bên em đang chuẩn bị đây, thì chỗ này em đã có 8 tấm 450 đã lên xe rồi nhé. Đây là những tấm 450W mono, 8 tấm thì có 6 tấm về Yên Bái, 2 tấm về Thanh Hóa này. Tất nữa sẽ chuyển thêm hai tấm Toshiba 305W này lên nữa. Và cơ bản là em sẽ quay về cái bộ hybrid cấu hình của khách hàng ở Yên Bái này nhé. Chúng ta sẽ có 6 tấm pin mặt trời này, 450W, kết hợp với một máy biến tần hybrid của Lux Power bản phổ thông SNA 5kg em đang setup ở đây, một tủ điện full hybrid và một khối pin lưu trữ là Gigabox 5S. Ở đây khách đã chọn Gigabox 5S. Bên em còn có bản Gigabox 5E này nữa này. Bản 5E là bản phổ thông, giá thành nó rẻ hơn so với bản 5S. Đây, 5E thì không có giao tiếp và chúng ta cài đặt theo điện áp, nạp xả theo điện áp. Còn khối 5S này thì có giao tiếp với Lux Power và chúng ta có thêm cái cáp giao tiếp này, chúng ta có thể cài theo phần trăm SOC. Ngoài ra thì bên em còn có cả pin SVE nữa nhé. SVE treo tường này, SVE gắn tủ này, đây là Gigabox 5S này, luôn sẵn kho để phục vụ anh em. Pin mặt trời, nếu mà để pin lớn lắp cho những hệ thống hybrid như thế này thì đang có những cái tấm Toshiba 305 giá cực tốt và 440W Longji hoặc là 450W Vsun là đang sẵn kho để phục vụ mọi người đây. Những cái tấm pin lớn thì xe bên em sẽ giao tận nơi luôn nhé, vì là bưu điện người ta không nhận những cái tấm to này, đóng gói khá là vất vả và bên vận chuyển người ta cũng ngại nhận những cái tấm lớn, giao hàng thì cũng không an toàn lắm. Những cái tấm 305 thì bên em vẫn cố gắng để đóng gói được cho mọi người. Đây, những tấm 305 Toshiba bên em vẫn đóng, nhưng mà sẽ phải chèn xốp như thế này này, chèn những cái tấm xốp dày và bọc rất là nhiều lớp bìa. Em đã đặt những cái tấm bìa theo kích thước của tấm 305 đây để bọc bên ngoài 3-4 lớp cho an toàn. Đây, những tấm 305 này. Còn những pin nhỏ thì vẫn gửi bình thường nhé. Đây, quay qua kho hàng một tí cho mọi người xem. Đó, luôn sẵn kho các tấm pin mặt trời. Đây, tấm 200W mono công nghệ 9+3 này. Bên này có 50W, 100W này. Đó, bộ kích, bộ sạc các thứ vẫn luôn sẵn hàng. Đây, còn hôm nay thì nhân tiện một chuyến về Thanh Hóa và Yên Bái thì em chia sẻ với mọi người cái bộ này, bộ hệ thống điện mặt trời hybrid. Bộ này thì phù hợp cho những khách hàng có mức sử dụng tiền điện khoảng tầm 600 đến 800 nghìn là phù hợp nhé. Chúng ta sẽ đầu tư bộ này. Anh em mà không muốn đầu tư 5S thì có thể đầu tư 5E nhé. Trở lại với cấu hình này này, thì em đã đầu nối sẵn hết tất cả các phần dây dẫn vào, từ pin lưu trữ qua tủ rồi từ tủ qua máy. Còn những cái dây này này thì sẽ tặng kèm cho khách hàng, về khách hàng có thể tự đấu được theo hướng dẫn của kỹ thuật bên em. Dây khách hàng đặt từ pin dàn pin mặt trời xuống này, dây đỏ và dây đen bên em bấm cốt sẵn. Cái này tùy theo độ dài chúng ta đặt nhé, chúng ta tính toán làm sao, ví dụ trên mái xuống là 20m hoặc là 15m hoặc là 30m thì đặt số lượng cho phù hợp. Còn phụ kiện lắp đặt thì tùy số tấm pin mà bên em sẽ tính cho khách hàng, bao gồm mini ray, ray U chuyên dụng để lắp pin mặt trời, kẹp bìa và kẹp giữa sử dụng nhôm để lắp đặt, nhôm chuyên dụng tránh oxy hóa và những cái đầu vít như vậy để bắn những cái mini ray này xuống mái tôn, sử dụng vít inox nhé. Dây chuyên dụng DC này. Máy hybrid Lux Power thì một trong những dòng máy mà thời gian vừa qua anh em lựa chọn đặt hàng rất là nhiều. Nếu mà để đầu tư thì nên đầu tư luôn Lux Power, sau này chỉ cần nâng cấp các tấm pin mặt trời là được. Chúng ta trước mắt nếu mà chưa đầu tư pin lưu trữ cũng được, sau này nâng cấp sau. Một số khách hàng em đã setup ở trước thì chưa có lắp pin lưu trữ, sau này bổ sung sau, hoặc là chúng ta có hệ ắc quy 48V là sử dụng được nhé. Chúng ta có thể theo dõi lại những cái video về Lux Power em đã chia sẻ phần trước, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi nhé. Bây giờ em sẽ bật cái nguồn của khối pin này lên này. Pin này có giao tiếp, nó sẽ cắm vào cái cổng RS485 bằng cái dây mạng này. Đây, chúng ta sẽ bật on lên nhé. Dây đấu nối đúng này, âm dương này. Đó, thứ tự đánh dấu cho khách hàng, màu đỏ là dương nhé, màu đen là âm. Đi qua tủ điện này, phần dưới tủ này, đi vào máy đây. Bật cái ăn này lên nữa nhé. Ăn này là đóng gắt cho battery. Tủ này bên em làm một cái tủ full hybrid cho khách hàng, có đầy đủ các thiết bị. Phần trên là AC, phần dưới là DC. Các phần hướng dẫn đấu nối thì em cũng chia sẻ rất là nhiều trên kênh rồi, mọi người có thể xem để tham khảo. Hoặc là khi mà đấu nối, nếu mà có vấn đề gì vướng mắc, gọi cho số kỹ thuật bạn bên em là 0382124123 để được hỗ trợ đấu nối. Đây, Gigabox 5S nhé. Bật máy lên này.
Cái này em cài giao tiếp rồi nên chúng ta bật lên chờ cái nó nhận luôn thôi. Cái pin Gigabox này nó nhận giao tiếp rất là nhanh nhé. Nếu mà chúng ta bấm đúng cái cáp của nó, cáp của SVE bấm khác mà cáp của Gigabox lại bấm khác nhé. Đây, chúng ta chờ chút nó nhận luôn này, 100 mAh này. Đó, 52,2V này và SOC 29% còn lại. Nếu mà những dòng không có giao tiếp ấy, thì cái phần trăm nó không có, nó không hiển thị. Chúng ta sẽ cài nạp xả theo điện áp, nó sẽ chỉ hiển thị lên cái phần điện áp thôi. Ví dụ như đây là 52,2V. Dưới này là UPS đầu ra này, báo cho phụ tải. Thì chúng ta sẽ lấy ở cái cổng out này, output này, đấu qua cái CB ở trên, cái CB out ở trên cái tủ này, đấu ra để sử dụng. Và cái CB out thì ra cái ATS này rồi. Đó, chúng ta lấy đấu. Còn điện lưới cấp vào trên nguồn in. Đây nhá, máy đã cài đặt hết cho khách hàng cơ bản rồi. Còn nếu mà để khách hàng cài chuyên sâu hơn ấy, thì chúng ta sẽ có thêm một cái module wifi này. Đây, mỗi một máy đều có module wifi riêng biệt. Chúng ta về sẽ cắm vào cổng wifi này này. Bên em cũng đã làm video hướng dẫn khách hàng kết nối rồi. Còn tài khoản thì bên em sẽ đăng ký tài khoản theo từng tên của từng khách hàng khác nhau. Và chúng ta sẽ đăng nhập trên điện thoại hoặc là máy tính đều theo dõi được. Bây giờ cái app ở trên điện thoại chúng ta có thể theo dõi quản lý bằng tiếng Việt rồi. Nó rất là hiệu quả. Và cài đặt được cái thông số cơ bản. Ví dụ như chúng ta cài ưu tiên năng lượng mặt trời trước này. Năng lượng mặt trời thiếu thì nó lấy điện lưới bù vào. Còn năng lượng mặt trời dư thì nó sẽ sạc vào cho pin lưu trữ, sạc vào cho khối pin này. Buổi tối thì nó sẽ xả từ khối pin này ra để nuôi tải. Khi nào mà khối pin này về cái ngưỡng chúng ta cài đặt không muốn cho nó xả nữa hoặc là nó yếu thì nó mới lấy điện lưới nó bù vào. Hoặc là những ngày mà nắng ít thì chúng ta có thể cài hỗ trợ phần điện lưới để chạy vào, làm sao để nó luôn luôn ưu tiên năng lượng mặt trời và năng lượng ở trong bình lưu trữ trước. Khi nào mà thiếu thì mới lấy điện lưới, nó giảm thiểu tối đa cái phần điện lưới tối đa có thể. Ví dụ như chúng ta một tháng đang sử dụng 1,5 triệu tiền điện mà đầu tư cái bộ này, ngày những hôm nắng thì những cái tháng nắng ấy nó sẽ có thể giảm tối đa là 800.000, thì chúng ta chỉ cần trả 700 cho bên điện lực thôi. Còn những ngày mùa bình thường ấy nó cũng giảm được khoảng tầm 600, thì ví dụ đang 1,5 triệu thì chúng ta giảm được cái phần 600 đó, chỉ trả 900 cho bên điện lực nữa thôi. Còn nếu mà chúng ta mức khoảng 1 triệu thì nó thấy nó giảm cũng khá là hiệu quả rồi đấy. Thì đầu tư một hệ thống năng lượng mặt trời hybrid hoàn chỉnh thì nó sẽ hỗ trợ giảm cái phần tiền điện hàng tháng. Chứ nếu mà chúng ta để mà triệt tiêu 100% tiền điện thì cũng có thể, nhưng mà chi phí nó rất là cao cho cái phần lưu trữ mọi người nhé. Nên là khuyên chúng ta đầu tư sẽ hỗ trợ giảm tầm khoảng 70 đến 80% tiền điện, hoặc là có thể những trường hợp đầu tư nhiều có thể giảm được tới 90 95% là cũng rất là hiệu quả rồi. Hôm nay cấu hình cho khách hàng một bộ như vậy, em lên một cái video chia sẻ với mọi người. Bộ này thì khách hàng có đặt thêm một cái đèn năng lượng mặt trời để ủng hộ bên em nữa. Đó, đèn HQ Việt Nam này. Đèn này thì công suất 400W và IP68. Em cũng chia sẻ rất là nhiều trên video rồi, rất là sáng luôn nhé. Anh em đã chia sẻ để cho mọi người xem những cái video trước test rồi. Đây, nó cực kỳ sáng luôn. Lắp đèn đường, dạng đèn đường. Bên kênh Sáng Tạo cũng có review cái đèn này rồi này. Mọi người có thể xem ở trên kênh kênh Sáng Tạo của anh Thắng để xem cái chất lượng cái bộ đèn này và độ sáng thực tế của nó. Trên kênh của em cũng đã chia sẻ về bộ đèn này rất là nhiều rồi. Nên là hôm nay khách hàng có thấy mua cái bộ hybrid thì ủng hộ bên em bộ đèn này luôn. Thì bên em kết hợp theo xe sẽ gửi cho khách hàng. Mọi người có thể xem tham khảo cái bộ đèn này trên kênh nhé. Đây, hiện tại thì kho đang sẵn này. Những cái tấm Toshiba 305W này, Longji 440 ở phía bên kia. Đây là Visun 450 mono hết nhá. Pin nhỏ thì có tấm 200W này, 200W để anh em sử dụng sạc hệ bình ắc quy 12V, rồi 210W, 100W và 50W nữa. Đó, kho vẫn luôn sẵn pin để phục vụ anh em. Pin lưu trữ thì có Gigabox 5E, Gigabox 5S, rồi SVE gắn tủ, SVE treo tường. Pin lưu trữ nhỏ hơn nữa để làm cho hệ 1224 thì bên em có cell 100 mAh và 105 mAh. Các bộ kích, bộ sạc trong hệ thống điện năng lượng mặt trời luôn sẵn kho, và những cái dòng đèn năng lượng mặt trời chất lượng tốt để phục vụ anh em. Rồi, anh em quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0382 124 123 để được kỹ thuật bên em hỗ trợ tư vấn thêm nhé. Video ngày hôm nay em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.